Hi, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà quay trở lại với kênh Linh Linh Info. Mọi người biết không, hôm nay cái video này là một cái ngày rất là đặc biệt, đó là ngày sinh nhật của Linh Linh. Bố cái đi kẹt xe Linh Linh, chúc mừng sinh nhật Linh Linh. Và hơn thế nữa, Linh Linh đang làm tình nguyện viên. Yes. Cho cái Galette du Monde, Les Galettes du Monde, Les Galettes du Monde nè. Cho cái hội mầm trẻ đó mọi người. Đây là một cái festival Les Galettes du Monde, là nơi mà nó triển lãm rất là nhiều ẩm thực trên thế giới, trong đó có nước Việt Nam mình nha. Và nó có nhiều hội nhạc, music, nó có cái sân khấu thiệt là bự bên này này. Đó, wow. LDDM, Les Galettes du Monde, Les Galettes du Monde. Yeah. Và mọi người sẽ cùng Linh khám phá cái ẩm thực trong cái Les Galettes du Monde và cái hành trình của Linh làm thiện nguyện, làm từ thiện, làm tình nguyện viên ở đây như thế nào nha mọi người nha. Và chúng ta cùng bắt đầu. Chinh chinh, bon anniversaire Linh Linh, chúc mừng sinh nhật Linh Linh. Les Galettes du Monde. Và Linh sẽ quay một số hình ảnh về cái việc chuẩn bị để mà bán đồ từ thiện nha mọi người nha. Đây là những người từ thiện người ta làm bánh cam. Làm bánh cam nha. Rồi, bởi vì trời mưa nên là người ta phải mang rạ vào để mà cho nó khỏi mưa. Và đây là bánh mì nha, bánh mì, khoai mì. Trời mưa quá, trời mưa luôn. Và đây là chuẩn bị trang trí nha. Ăn tôm đi. Để rạ cho nó khô, nó khô. Đây là các chị làm bánh. Vì trời mưa nên là phải lót rạ này, nhìn giống cái chuồng lợn không? Và đây là Toma. Đây. Trời ơi, quá trời luôn. Mưa quá nên là đội nhà mình đẩy đá này. Đẩy đá cho nó mưa nó khỏi có ướt á, cho nó khỏi nhìn giống như cái chuồng lợn không? Thật là thảm thê, trời mưa quá nên là thành cái chuồng lợn luôn nè, nhìn mắc cười quá. Nhưng mà không thể nào được, bởi vì mưa nó nhìn nó nhẹp hết vậy á, nên là phải để rã như thế này cho nó khỏi mắc mưa đó mọi người, đi cho nó khỏi nhẹp mưa. Trời quá, mấy anh chị làm từ thiện nguyện viên nó làm hết như thế này nè. Linh cũng đi làm từ thiện, Linh cũng đi làm thiện nguyện viên. Năm nay là năm thứ 2 Linh đi làm cho hội mầm trẻ Galette du Monde được. Và Linh dành một xíu thời gian để mà livestream, để mà quay video cùng với mọi người, để chia sẻ cái hành trình này cùng với mọi người nha. Hôm nay là sinh nhật Linh nên là mọi người nhớ cho Linh một like nhớ mọi người nha. Trời ơi, thương không? Trời mưa, rất là mưa. Chưa có cái festival nào mà nó mưa như thế này luôn.
thiệt là thương luôn á. Cái sân khấu tính nha mọi người nha, cái chút nữa nó có âm nhạc nha. Cái này là cái dàn máy và cái những cái người này là benevolent của Galette du Monde. Năm nay mưa quá trời mưa luôn, mưa ơi là mưa. Tháng 8 trời mưa không dứt, trời không mưa em cũng lạy trời mưa. Này mưa này nên là người ta chở rạ để mà dẫm xuống cho nó. Nhìn cái tăng nó nhạt nước này. Mưa nước nó nhẹp nên là không tỉnh. Nên là người ta phải chở rạ cả tấn rạ. Và cái đây là cái biểu tượng của festival nha mọi người nha, Galette du Monde. Cái Galette du Monde này á, là nó là một cái hội chợ ẩm thực và nó vừa có âm nhạc nữa, có nghĩa là tất cả các quốc gia, hầu như là tất cả, nói tất cả là nhiều, rất là nhiều quốc gia người ta giới thiệu những cái sản phẩm ẩm thực của quê hương của đất nước họ để cho người Pháp và những người sống tại nước Pháp được thưởng thức cái gọi là cái ẩm thực này ha mọi người ha, nó rất là ngon. Được mình được khám phá, mình được thưởng thức những cái ẩm thực của gọi là hầu như tất cả các nơi trên thế giới, đó là một cái điều rất là tốt đẹp. Mình được khám phá cái ẩm thực, khi mà người ta quảng bá cái ẩm thực đó, người ta có quảng bá cái gọi là cái trang phục, gọi là trang phục truyền thống của đất nước họ nữa mọi người ạ. Nên là đây là một cái điều kiện rất là vui để mà học hỏi, để mà mở mang đầu óc. Và đặc biệt là trên cái mỗi cái stone, là mỗi cái chỗ mà người ta bán hàng đó mọi người, của cái đất nước họ, người ta để treo lá cờ. Mỗi lần như vậy là mình học được ha, mình học được cái nước nào là cờ dày nhìn xa thôi ha. Bây giờ và chút chiều khi nào rảnh thì Linh sẽ quay lại cho mọi người xem là cái cảnh từng nước nó bán như thế nào ha. Đây, Linh quay cái cảnh trước khi mà cái lễ hội diễn ra ha. Bây giờ mọi người đang tất bật chuẩn bị. Cái này là cái khâu chuẩn bị. Tụi Linh vừa mới ăn cơm trưa xong đó mọi người, chuẩn bị để mà chiều nay bắt đầu sẽ có khách hàng người ta tới, người ta mua đồ ăn Việt Nam. Tụi Linh nấu và bán đồ ăn Việt Nam để mà người ta vừa khi mà đi festival như thế này á, mọi người vừa mệt vừa đói bụng á, đi chơi cũng phải phải no phải khỏe mới đi chơi được, nên là người ta vừa mệt vừa đói bụng nên là người ta sẽ cần phải ăn, nên là tụi Linh bán cái tiền này để góp quỹ, làm quỹ từ thiện ha. Và bởi vậy nên là bây giờ là cái khâu chuẩn bị và chút xíu nữa sẽ là cái buổi biểu diễn âm nhạc của các nhóm nhạc vừa nổi tiếng vừa không nổi tiếng. Các nhóm nhạc to nhỏ sẽ hát ở cái sân khấu tính này nè. Và nhiệm vụ của tụi Linh là phục vụ và bán à. Và bây giờ Linh phải quay lại làm từ thiện thôi mọi người nha, chứ không là đi làm từ thiện mà cứ quay video là bị oán đích nha mọi người nha. Chuyện dài quá. Thank you.
mon chéri, il est magnifique. Ça c'est du poulet. Celui-là. Et ça c'est du poulet. Mon chéri qui est en train de préparer de lait pour les là-bas. Hein? Hein? C'est pas pour les là-bas que tu fais là? Và đây là cửa hàng của Việt Nam ha. Các chị em tình nguyện bên chú. Sài Gòn bia. Sài Gòn. Đây là chỗ của nhà hàng Nand. Oui, vous avez mal la tête. Oui, on est déjà fatigué. Où sont vos nourritures? On a plus d'électricité. Ah, mince alors, Yorubia. Oui, à tout à l'heure. Voilà, il a. Ah, la France. Oui, mais pas que. Mais pas que. Et quoi? Tu viens, regarde, c'est marqué. Voilà, il a gâteau, quoi. Il est à Bangladesh, du coup, de l'Azerbaïdjan. Ça? Oui. Non, ça, c'est. Bangladesh. Bangladesh. Mais là, on n'a pas de gâteau. Ça va venir du coup là. Gâteau au chocolat. Ah, bah, de Bretagne. Eh oui. Je suis une Bretonne. Presque. Presque.
Attention à la capote. Le Mali. Et Burkina Faso. Pas Facho, pas Facho. Facho, c'est autre chose. C'est pas ici. Et ça, ce sont votre spécialité? Oui. Ah, n'aime bœuf, n'aime légumes, samoussa. Ah oui, c'est pas la même chose, je pense. Pâté, légumes, c'est le nom qui est le même. Ouais, voilà. Et vous dites sur quel continent? L'Afrique. Hein. L'Ouest. L'Ouest. Bienvenue en Afrique de l'Ouest. De l'Ouest. À tout à l'heure, on va vous faire du café. Là, c'est plus pas la restauration. Est-ce que je peux entrer pour voir? Oui, vous pouvez. Ça va prendre direct. Ça, c'est les plats de Cameroun. Oui, oui. Oui, oui. Il y a la chaussette. Il va falloir en fait Je sais bien, mais ça a brûlé. Oui, je voulais un plat. Arrête.
I dreamed you? Was it just me? In terms of hearts, still you love me? I appreciate you, love. And though you seem so far away, you were so near. I can feel you. You're out of love within my mind. Thank you.
Je reviens tout à l'heure avec les trucs pour manger. D'accord. Pour l'instant, c'est juste pour garder quelques souvenirs. Voilà, très bien. Super.
plus. C'est le gars Baby Boo. Thật là vui quá đi à. Đây là khách ha. Đi làm Thủy Nguyễn rất là vui nha mọi người nha. Đi làm trong những cái festival như thế này nè, vừa được xem nhạc nè, vừa được thưởng thức những cái văn hóa của những cái nước khác rất là vui. Cái sân khấu nó nằm phía bên kia nè. Cái người ca sĩ hát rất là hay nha. Bienvenue là welcome nha.
C'est-à-dire le stand de, principal de festival. Mọi người biết gì không? Hôm nay là sinh nhật Linh nhà. Và để cho có một ngày thật ý nghĩa thì Linh đã đăng ký đi làm tình nguyện viên ở cái hội mầm trẻ, đi làm bánh Galette du Monde ở festival Galette du Monde. Và đây là cái tình trạng đang đi trên đường nha. Mọi người thấy có cái festival nào mà trời mưa như thế này không? Mưa quá trời là mưa. Vì đường xa quá xa. Bởi vì mình hát nên là tôi nghe bảo là mình đừng có hát nữa, nên là trời nó mưa. Mưa tháng 8 trời mưa, trời mưa không dứt. Trời không mưa Linh cũng lại trời mưa. Tháng 8 trời mưa không dứt. Trời nó không có chú ái cho lắm ha. Trời nó thật là buồn, buồn hơn con trùng trùng. Tháng 8 trời mưa không dứt. Trời không mưa Linh cũng lại trời mưa. Mọi người hát chúc mừng sinh nhật Linh đi nào. Hôm xuân là giờ gì đi về xe Linh Linh. Mọi người hát chúc mừng sinh nhật. À tư thoa. Rồi giờ gian đi về xe Linh Linh. 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 Mặc dù trời mưa, tháng 8 trời mưa không dứt. Trời không mưa em cũng lại trời mưa. Vẫn hoan hỷ nha.